Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay mai vàng, mai tàn, nguyên thủy và mai con ương hạt có quấn rễ cho anh chị em mình giao lưu với vườn của chị Hoa ha. Thì hôm nay vườn của chị Hoa thì quay sẽ có 3 loại nha anh em. 3 loại mai tàn, mai hàng chơi Tết đây nè, mai ha. Có mà là 1 triệu nè, 1 triệu 3 và 1 triệu rưỡi ha. Thì em sẽ mượn chủ vườn chị Hoa ra đo kích thước cho anh chị em mình ha, rồi mai con thì sẽ quay cuối clip nha anh em. Đây, đây chị Hoa ha, chủ vườn. Chị chào cưng. Dạ hôm nay đến quay ba loại đó chị, sớm chị Chị nói ba qua loại ba nha. loại, một dạ loại 1 triệu với 1,5 triệu, 1,2 triệu. dạ 1 triệu, 1,2 triệu, 1,5 triệu. Đúng rồi, Rồi mình đo cái loại nào trước luôn chị? giờ mình giao lưu cái loại 1 triệu trước đi cưng. Dạ 1 triệu trước ha. Bông này khoảng bao nhiêu cánh hả chị? Từ mình Từ 8 đến 12 cánh, giảo này là giảo Thủ Đức nha. dạ Cái này trước đi. dạ chị đo anh em là đo cái chiều cao ha, Chiều rồi cao. đo hoành. Hoành thì trung bình từ bao nhiêu tới bao nhiêu, chiều cao thì từ bao nhiêu tới bao nhiêu luôn. Chiều cao cái cây này là 1,4 m cơ. 1,4 m. Sớm mình thấy chị đo hụt xuống khúc, em báo cho Đúng rồi. anh em ở trên kênh là 1,4 m đến 1,5 m nha. Đây là phần chiều cao của cây. Chị đo hoành giùm em luôn, hoành trung bình. Ở đây thì đa số là mai tàn thì vườn nào cũng vậy nha anh em. Mai tàn thì nhà vườn người ta trồng, người ta không có mo cái cũ ra. 20. Khoảng 20. Có cây nào, cây này trong vườn của chị là nhỏ nhất hay là trung Cây nhất? này là nhỏ nhất á. Dạ, rồi chị đo qua của cây 1 triệu mà hoành hơi to to giùm em cái luôn. Cái nào mà nằm giá 1 triệu á. Cái này nè cưng. Dạ, cái này nè. Rồi, chị đo hoành em luôn. Cái này quanh thân nó hơi bự nhưng mà nó hơi Dạ. quanh quanh bự nhưng mà tàn nó cũng hơi không tròn không. Bề quanh này bự. Bề quanh này là tới 27 đấy. 27 hoành. Ở đây em sẽ báo cho anh em mình là hoành trung bình từ 20 cho đến 25 hoành ha. 20 cho đến 25 hoành, chiều cao từ 1,4 m cho đến 1,5 m. Giá sẽ là 1 triệu một cây, giá tại vườn và có hỗ trợ anh em mình bó hàng gửi phải không chị? Đúng rồi cơ. Gửi nhưng mà không có bao ship ha. Gửi Dạ. chị gửi hàng toàn quốc nhưng mà không bao ship. Dạ, ở đây thì còn anh em mà xuống tại vườn thì có bớt tiền cà phê chút đỉnh ha. Còn mà gửi hàng đi thì sẽ là 1 triệu một cây, không bao gồm phí ship ha. Cái tiền phí ship thì anh em mình sẽ thanh toán qua bên 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 vận chuyển nha anh em. Tùy theo cái địa chỉ của anh em ở xa hay là ở gần thì anh em mình sẽ thanh toán tiền cho bên gửi hàng. Còn ở đây thì cái lô này em thấy nụ nó rất là đạt luôn nha anh em. Nụ to, no tròn ha. Bông thì bên chủ vườn báo là từ 8 cho đến 12 cánh, bông giảo, giảo Thủ Đức ha. Cái lô này em thấy nụ rất là nhiều luôn anh em. Nụ nó kẹo cây luôn á. Đây, mấy những cái cây này nè. Nụ chùm chùm luôn à. Lô này chị mua được mấy năm rồi chị? Chị nuôi 2 mùa á, Dạ. Đây. 2 năm nút này nó rất là đạt luôn. À, cái Đông. lô này em thấy nụ đẹp ghê. Đây, nụ chùm chùm đeo theo cây luôn. Cây nào cũng vậy hết ha. Tất cả các cây đều hay tàn toàn, tàn thông cho anh chị em mình về chơi Tết nha. Đây, nụ anh em thấy không? Nụ cực kỳ đẹp luôn ha. Gửi hàng thì sẽ bó cái bầu lại xong rồi quấn cái tàn lại gửi cho anh em mình nha, chứ không có gửi cái chậu nha anh em. Em nhắc lại một cái để anh em mình hồi quên kích thước nha. Hoành thì trung bình từ 20 cho đến 24 ha, hoành. Hoành nào hoành gốc ha, 20 cho đến 24, chiều cao thì 1,4 m cho đến 1,5 m nha anh em. Đây nó sẽ chênh lệch về cái phần hoành thôi, còn cái chiều cao thì nhiều khi nó sẽ na ná như nhau ha, chiều cao á, còn chủ yếu là cái hoành to, hoành nhỏ thôi. Cái hàng này là hàng 1 triệu ha, gửi hàng không bao phí ship, 1 triệu một cây. Rồi mình qua cái hàng 1 triệu 2 luôn chị. Qua đây cơ. Dạ. Triệu hai nằm. Cây này to kìa. Đó, chị đo chiều cao giùm em luôn, kéo qua chiều cao luôn. Số lượng cây bên vườn mình là 3 loại luôn, nó khoảng nhiêu hả chị? Ba lỗi nó tầm khoảng là chắc 150 cây hả? Dạ, có 150 ha. Cái này anh em mình có lấy số số nhiều, lấy giá sỉ rồi thì anh em mình cứ liên hệ bên nhà vườn ha. Chị nhích nhích cái hước lên chưa chưa tới. Rồi. Rồi chị đo, chị đọc số đi. 1 m cho 1,7 m đi. 1,7 m nha. 1,6 m, 1,7 m, 1,4 m, 1,5 m ta lại nha. Dạ. Thì hồi sớm cái hàng 1 triệu á thì chiều cao nó từ 1,4 m cho đến 1,5 m. Thì qua cái hàng chiều 2 này, chiều cao nó sẽ là từ 1,5 m cho đến 1,6 m đi. Từ hao bỏ bỏ lại đi cho nó chắc, nó chuẩn ha.
Rồi chị đo hoành giùm em luôn cái chị qua. Quay mai tàng này cực lắm anh em, nội đo thì tùm lum hết anh à. Cứ đo ngược hoài. Hoành này 21, 22, 21 ạ. Dạ, hoành 21 ha. Rồi đo cái kế bên, đo cái to cái to cái bên luôn. Hoành á thì nó cũng na ná như cái lô 1 triệu nha anh em, tại vì 1 triệu với 1 triệu 2 nó sẽ chênh lệch tới cái phần tàn ha. Cây này thì em đánh giá thì cái tàn nó cao hơn là một phần nè, và cái đường kính tàn nó rộng hơn cái lô kia ha. Chị kéo chị lấy cái thước dài chỉ đó đo nha, cái đường kính này nãy mình quên đo cái đường kính nè. Thấy cái đường kính này nó chênh lệch cái đường kính kia nhiều lắm á. Mét 2 mét 3. Đường kính tàn là 1m2, 1m3 ha anh em. Thì cứ đo lưng lửng cây ha, 1m2 cho đến 1m3 đường kính tàn. Còn cái lô hồi lô 1 triệu thì trung bình em thấy đường kính nó tầm khoảng 1m1, 1m2 á anh em. Nụ thì vẫn vậy ha, tại vì cái này nuôi chung một sân á anh em, phân thuốc chung một sân luôn ha. Nên cái phần nụ thì nó sẽ na ná như nhau, nó đều như nhau ha. Nụ rất là chất lượng ha. Bông á thì vẫn là 8-12 hả chị? Đúng rồi cơ, bông 8-12 cánh. Dạ. Nói cho chắc chắn là từ 5 đến 12 cánh đi. Nhưng khi đa số nó cũng có lộ 1 5 cánh cũng chừng. Dạ. 5 cánh thì cái cây nào cũng phải có rồi, giống như đa số những cây mai ghép của mình nó vẫn có ha. Đa số thì những cái cây đó thì nụ nó sẽ nụ nhỏ, nụ chẹt nó mới dính vô 5 cánh thôi. Còn cái tỷ lệ mình tính cái tỷ lệ trung bình đó thì từ 8 cho đến 10 cánh thì nó sẽ nhiều. Nụ rất là đẹp luôn. Đôi nụ đẹp ghê. Nụ no tròn. Mỗi loại nó khoảng 50 hả chị? 50 không? Mỗi loại nó cũng tên là 50. Ờ. 50 cây, hết 3 loại luôn là 150 ha. Rất là điều cao. Tới cái hàng này, cái hàng bự chưa chị? Hàng bự bên đây nữa. Cái hàng bự bên đây ha. Rồi, chị đo đo giùm em cái hàng bự luôn. Chị đo nắm kích thước đi rồi hồi em quay sơ lại cho anh em mình xem từ cây luôn. Cái này to ghê, này đóng hàng chắc tiền cước chắc cũng khủng. Tiền cước 200-300 ngàn mà chị phụ 50, còn 250 phần phí á. Dạ. Nếu mà anh em mình có muốn bao ship hay gì đó thì mình cứ điện vô bên chị qua ha, để mình được trao đổi tư vấn thêm nha. 1m8. Chiều cao 1m8. Ồ, cao bởi vì thấy một đống mà. Ta. Tán ngang 1m3. 1m3. Cái đo là mình đo giữa cây nha anh em, đo cái đường kính tàn á, là đo giữa cây nha, không có đo cái chỗ bự nhất chứ cũng không có đo chỗ nhỏ nhất luôn ha. Chiều cao 1m8, em báo cho anh em mình từ 1m6 đến 1m8 nè. Hồi shop là mình 1m4, 1m5, 1m5, cái bài hoành này nó 23. 23. Cái củ này nở nè nè. Qua nè, chị đo qua cái bên cũng đồng giá luôn phải không? Đồng giá luôn á. Cho chị đo 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 cái củ. Củ này cái lô bự này được cái củ nó chừng nó nở. Tại vì mai tàn á anh em, người ta không có bươi cái bầu đất ra. 24. 24 luôn. Nhưng mà được cái chừng ha, ở đây cái chừng đo không được, anh em thấy rõ ràng ha. Cái chừng nó nở. Tại vì mai tàn á thì hầu như là 10 vườn thì vườn nào cũng như vậy hết anh em. Người ta trồng mai tàn là mai tàn đã nói mai tàn nguyên thủy thì người ta sẽ nuôi chăm sóc cái bộ tàn thôi, còn cái bộ đế thì người ta sẽ không có moi ra ha. Tại lúc mình mua phôi gì cũng vậy đó, nguyên cái cây nó bự đó người ta không có moi ra. Nếu mà moi ra thì trong quá trình mình chăm sóc thì nó sẽ cực hơn. À nên người ta cứ để nguyên vậy, người ta chăm sóc cho nó lớn cái bộ tàn để bán mai tàn mai bông ha. Thì anh em cũng nắm rõ, quay rất là nhiều clip và nhìn kênh nào thì cũng quay hầu như vậy thôi. Cái chân đế này là ít nhà vườn nào bươi lắm, đa số người ta lên hàng bonsai người ta mới bươi, còn không thì người ta cứ để nguyên cái bầu đất dày trồng. Về thì anh em mình cũng vẫn vậy, về anh em mình có thể là sang qua chậu anh em mình chơi tết xong rồi anh em mình muốn đam ra mình trồng á, thì anh em mình cứ bươi cái bầu đất ra, bươi cho nó từ từ nó lú cái rễ chân, cái chân đế của mình ra ha. Anh em thì có 1-2 cây mua về, 1-2 cây anh em mình làm được, còn bên nhà vườn anh em tầm mấy chục cây bươi ra biết nào mới xong. Đây. Còn về cái phần nụ thì rất là chất lượng để cho anh em mình chơi tết luôn ha. Hàng nụ đẹp già anh em. Cái nụ này nè, nó no tròn và nó vàng, nó chắc nụ ha. Anh em mình có thể đánh giá theo nụ. Nói chung thì mai á, anh em mình nhiều khi anh em mình không có gành, anh em mình đó giờ không có về Bến Tre. Anh em mình về Bến Tre một lần đi anh em mình á, vô cái sân kiển của người ta là hầu như là anh em sẽ đánh giá được, chứ không phải là nói bên đây bán 1,5 triệu, bên kia bán 1,4 triệu, nó không có phải đâu anh em.
Nó sẽ tùy theo cái chất lượng cây. Một là cái cây của mình, cái chân đế có hay không, củ nở hay không, cốt cành nó nhiều hay không, sạch cây hay không, rồi nụ nuôi nó phát triển như thế nào. Chứ không phải là cứ anh em mình cứ so là bên đây bán 1,5 triệu, bên kia bán 1,4 triệu, hoặc là bên đây bán 1,4 triệu, bên kia sẽ bán 2 triệu ha. Thì nhìn trên cái chất lượng cây thì người ta mới bán ra cái giá tiền nha anh em. Chứ không phải là anh em mình cứ bên đây bán nhiều, bên kia bán nhiều, anh em mình so ngang vậy là so không được đâu. Anh em mình tới tận mắt nhìn hai vườn, anh em còn đắn đo nữa, chứ ở đó anh em mình so vậy đâu có đừng so được. À, về cái phần nụ anh em mình đâu có chê được đâu đấy ha. Nụ đơm rất là đều luôn. Quá trời luôn nè. Nụ nụ dày luôn nguyên cây, nguyên cái lô này em thấy nụ rất là chất lượng ha. Nè, anh em coi có một nhánh ngay cái tay em cầm lên nụ coi. Cái này đã lá xuống thấy nụ không? Nè. Thấy không? Nụ khủng khiếp không? Cây nào cũng vậy hết nha anh em, chứ không phải là em lựa mấy cái cây mà nụ vip em quay cho anh em đâu, đa số sẽ đều như vậy hết. Cái đây thì chiều cao em báo cho anh em mình ha, là từ 1m6 cho đến 1m8 chiều cao của cây. Đường kính toàn thì trung bình 1m3, 1m4, còn cái hoành thì 24, 25, 26, 27 ha. Mai tàn ấy, ví dụ như hồi lúc mà người ta mua về thì cái hoành nó nhiều khi nó bị trên là anh em, và trong cái quá trình mình nuôi xong cái cây nào, ví dụ như lỡ cái cây đó hoành to nhưng mà ta con sâu để người ta nuôi tàn cho nó kẹo lại á, thì cái gốc của nó vẫn là to nhưng mà cái tàn nó vẫn lùn ha. Rồi có những cái cây nó hoành nó hơi nhỏ nhưng mà cái khung tàn nó lớn, thì người ta vẫn để cái khung tàn lớn luôn cho anh em mình để chơi nhiều hoa thôi ha. Với cái giá trị thì nó không có chênh lệch nhiều, 1 triệu, 1,2 triệu và 1,5 triệu. Thì so với cái cây này thì anh em mình chơi Tết thì nói chung là quá khỏe, cái cây quá lớn như vậy ha. Cái này chơi Tết xong á thì về anh em mình cứ thể là cắt đôn theo qua Tết, anh em mình chơi xong á mình cắt đôn, thì đó em sẽ lên clip em chia sẻ cho anh em mình ha. Thì anh em mình có thể là theo dõi mình cắt như thế nào, mình trồng mình chăm sóc lại như thế nào ha. Thì em sẽ quay trên kênh của em cho anh em mình coi để mình làm theo ha. Rồi giờ cũng vẫn là không bao ship ha chị qua. À, chị không bao ship. 1,5 triệu bán tại vườn không bao ship, còn anh em mình gửi đi thì vẫn là hỗ trợ bó cây, bó lại gửi ra cho anh em ha. Rồi thì anh em mình cứ nhận hàng xong, anh em mình cứ kiểm tra hàng thoải mái, kiểm tra đúng như kích thước em báo trên video, cây chất lượng ngon lành, cây trong thời gian vận chuyển không bị gãy, rụng khô, héo gì đó, thì anh em mình sẽ thanh toán tiền cho nhà vườn ha. Rồi. Tụ mập không à. Cũng thế. Nguyên mấy cái chùm ở trên đây nụ ghê hồn nụ luôn này. Cái lô này phải sắp có bãi sắp thưa ra cái nữa nhìn nó mới đã. Này dạ. Sắp nó hơi chật mình nha. Cái này hơi chật. Tổng số lượng là 150 cây ha. Ở đây cái địa chỉ mình ở đâu vậy chị Hoa? Ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành luôn ha. Thì anh em mình có mua hàng xuống tại vườn mình xem thì anh em mình cứ chạy xuống tới Vĩnh Thành, anh em mình alo số điện thoại trên cái tiêu đề ha. Anh em mình hẹn chủ vườn trước ha, để nhiều khi chủ vườn đi công chuyện không có nhà, mình chạy xuống tới chỗ điện không có nhà cái mất công anh em ha. Anh em mình sẽ liên hệ trước. Rồi, anh em quay tổng quan cho anh em mình xem lại cái, rồi cái em ra em quay mai con cho anh em mình ha. Số lượng tổng 3 loại là khoảng 150 cây nha anh em. Mỗi loại nó khoảng 50 cây. Cây thì tàn khá là đều với nhau ha. Cây nào tàn cũng tròn, dung hết trơn anh em. Tại cây này nuôi 2 năm nữa, thần chậu nuôi 2 năm anh em. To ha. Rất là đều, cây thì xanh đen, mạnh khỏe nha. Cây dài dài qua tới đây vẫn còn luôn anh em. Nè, mấy cái này là cái hàng lớn nè. Anh em mình nếu mà ở gần á, anh em mình mua số lượng nhiều, mình mua đi bán lại gì đó, thì anh em mình cứ liên hệ bên nhà vườn đi, thì nhà vườn người ta sẽ đưa dẫn anh em mình vô vườn coi. Coi xong rồi nếu mình chốt được cây nào thì mình chốt thôi ha. Đây, nếu mà anh em ở gần thì mình xuống tại vườn thì nó sẽ ổn hơn. Mình xem cây được một cái là xem cây xong thuận mua vừa bán ha. Ủa, tàn ghê không. Tại vì cái này chật quá nên quay nó cũng khó anh em, không có kéo ra xa được cho anh em thấy nguyên cây, tổng thể nguyên cây á. Toàn tàn lớn nghe không? Đi ra múc mà đem quay vô cho anh em mình coi cái form cây ha. Cây to to không anh em. Cao qua khỏi đầu, cao 1m7, 1m8 mà nó cao dối tay. Tại vì báo cho anh em mình là báo cái chiều cao tính từ cái mặt chậu này thôi, từ mặt chậu đổ lên đây
là 1m6, 1m7 rồi, 1m8 luôn rồi. Còn khi mà anh em mình nhận hàng là anh em mình nhận luôn cả cái cục phân của cái chậu này nữa. Cái cục phân cái chậu này nó 3 tấc, 4 tấc rồi. Thì cái cây đã cao 1m8 thêm 4 tấc nữa nó ra 2m2. Khi mà bỏ lên cái nhà của anh em thấy mới giật mình. Còn ở đây khi mà quay báo cho anh em chỉ là báo từ cái mặt chậu lên tới cái ngọn thôi. Khi mà mình nhận cây nó bự mới khủng khiếp. Rất là điều cây ha anh em. Ba loại 1 triệu, 1 triệu 2 và 1 triệu rưỡi, số lượng 150 cây. Rồi, mai con ở đâu luôn chị qua. Mai con đây luôn ha. Rồi, rồi chị lấy vài cây chị xem coi cái rễ cái. Giá bao nhiêu tiền một cây chị qua? Cây này chị bán 2.500 một cây. 2.500 cây là giá là gửi đi ha. Gửi đi không bao ship. Gửi đi không bao ship. Dạ. Cây này khi mà giao cho khách là giao là cây từ 2 tấc rưỡi trở lên. 2 tấc rưỡi, chiều cao 25 cm. Còn khúc độ non này em thấy rễ này là rễ đa dạng. Đa dạng. Đâu, chị bỏ bụi bươi ra lô luôn cái lớp mặt đây. Đa dạng như quấn quấn kiểu gì chị? Đa dạng mình quấn 2-3 vòng nhé. Chị bươi một cây cho nó sạch sẽ ra để đưa em quay chị bươi vậy quay cũng đâu thấy. Chị bươi cho nó sạch luôn cây luôn ở bóp ra nửa bầu đi. Cái gì mới thấy chứ. Đây. Cây hầu như là có quấn rễ hết cho anh chị em mình nha. Quấn một vòng, hai vòng, ba vòng, quấn rễ đa dạng nha anh em. Đây cái này đang đi tược rất là mướt luôn ha. Cây rất là sung. Còn giá tại vườn chị qua. Nếu mà người ta xuống xuống tại vườn thì bán 2.000 một cây. 2.000 một cây ha, giá tại vườn là 2.000, còn gửi đi là 2.500 là gửi hàng đi không bao ship. Cái số lượng bao nhiêu cây thì mình sẽ nhận đơn hàng mình gửi cho chị qua. 50 cây là gửi hàng. 50 cây gửi hàng, có tặng không? Có, 50 cây tặng một cây. Dạ, 50 cây thì sẽ tặng được cho anh em mình một cây ha, là không bao ship nha anh em, 2.500 một cây không bao ship. Đây, cây thì sẽ là chiều cao này em thấy nó cao muốn 30 mà chị. Nhưng mà lấy từ 25 cm trở lên. Dạ, 25 cm đổ lên ha. Đây. Khi cây. Mà khi mà chị gửi cho khách chị lựa cái cây có tàn như thế này chị mới gửi nha. Dạ, nó có đâm chèo ha, chèo ngang. Đây. Tất cả các cây đều có chèo ha. Và bông nó bao nhiêu cánh ha chị trung bình? Bông này nó từ 5 đến 12 cánh luôn. Dạ. Loại này là loại dẫu con. Dạ. Tất cả các cây hầu như có đâm chèo vậy ha. Về thì cái nào mà anh em mình có trồng để cho nó lớn để mình cắt ghép á, thì mình cứ cắt ghép bình thường ha. Giá là 2.000 đồng một cây, giá tại vườn ha. Cho anh em mình xuống tại vườn anh em mình trở về. Còn ở đây á, thì nếu mà gửi hàng đi thì sẽ là 2.500 một cây. Cái này mình bó bao hay là mình đóng thùng xốp vậy? Đóng thùng xốp. Dạ, cái đóng này thùng xốp luôn xốp. Ha. 2.500 một cây thì sẽ đóng thùng xốp nha anh em, đóng vô thùng xốp chứ không có bó bao ha. Tại vì lúc trước em quay thì có bó bao thì nhiều khi anh em mình về thấy sót cây, bó bao thì nhiều khi mình đi vận chuyển lá đồ nó dập anh em ha, nên mình nhót cây. Còn đây thì nhà vườn người ta sẽ hỗ trợ anh em mình là đóng bằng thùng xốp luôn. Cái tiền thùng xốp thì cũng hết mười mấy ngàn rồi, hết mấy cây rồi. Đúng rồi, cái thùng xốp 20 hay mấy ngàn. Dạ. Thì sẽ gửi hàng cho anh em mình, nếu cái đơn hàng là 50 cây thì sẽ nhận hàng và gửi cho anh em. 50 cây thì sẽ được tặng thêm một cây, chiều cao 25 cm đổ lên. Không có cây nào dưới 25 cm đó hết nha anh em. Rồi còn mà anh em mình muốn lấy số lượng nhiều á thì anh em mình cứ liên hệ bên nhà vườn để anh em mình xuống hàng vườn trực tiếp đi ha. Số lượng cây bên vườn thấy cũng còn nhiều quá chị. Cả trăm ngàn cây lận. Cả trăm ngàn luôn nha anh em. Thì anh em mình có lấy số lượng anh em mình cứ liên hệ bên nhà vườn giùm em nha. Vườn thì em thấy cái đường cũng dễ đi nha anh em. Ở ngoài chạy vô cái tới nhà đi đường ngũ lớn không xe tải vô được ha. Thì rất là thuận tiện để cho anh em mình mua bán số lượng nhiều xe tải vô tới nhà ha. Rồi tem clip ngày hôm nay thì em quay cho anh em mình là có 3 loại mai tàn ha. Một loại á thì giá sẽ là 1 triệu, một loại thứ hai giá 1 triệu 2, loại thứ ba giá là 1 triệu rưỡi. Tất cả đều gửi hàng không bao ship. Còn mai con bên đây thì 2.000 thì tại vườn, 2.500 thì gửi hàng đi, cũng toàn bộ là không bao ship hết. Rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều ha. Cô chú anh chị em mình xem chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để không có bỏ lỡ những video trong kênh của em ha. Anh em mình mua hàng thì liên hệ số điện thoại tên cái tiêu đề để gặp chị Hoa để được tư vấn hỗ trợ thêm giùm em. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa rất là nhiều.